giám khảo, thưa toàn thể thầy cô cùng các em học sinh yêu quý. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Huyền, giáo viên ngữ văn trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 2. Đến với hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2020-2024 lần này, tôi xin được chia sẻ giải pháp vận dụng phương pháp tích hợp trong việc dạy và học thơ Trung đại Việt Nam trong chương trình sách giáo khoa ngữ văn 10 kỳ 1. Sau đây là phần chia sẻ giải pháp. Cấu trúc của giải pháp gồm 5 phần. Phần A, đặt vấn đề. Phần B, giải quyết vấn đề. Phần C, minh chứng về hiệu quả của giải pháp. Phần D, cam kết. Phần E, đánh giá của đơn vị. Phần B, giải quyết vấn đề, xuất phát từ thực trạng dạy và học môn ngữ văn ở trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 2. Tôi đã xây dựng nội dung của giải pháp, vận dụng phương pháp tích hợp để tạo hứng thú trong việc dạy và học thơ Trung đại Việt Nam trong chương trình sách giáo khoa ngữ văn 10 kỳ 1. Trong quá trình công tác tại trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 2, tôi đã tìm hiểu được thực trạng dạy và học môn ngữ văn ở trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 2. Trong giải pháp, tôi đã trình bày ưu điểm, hạn chế cũng như nguyên nhân của hạn chế thực trạng dạy và học tại trường của chúng tôi. Đến với phần nội dung, trước hết tôi đã xây dựng quy trình thực hiện giải pháp dựa trên 5 bước. Bước 1. Xác định trọng tâm bài học, mục tiêu và kiến thức cơ bản của bài học để phân chia thời gian cụ thể cho từng phần kiến thức. Bước 2. Dựa trên các yếu tố cơ sở vật chất của lớp học và điều kiện học tập của học sinh để lựa chọn hình thức tích hợp. Bước 3. Xây dựng kế hoạch lên lớp tương ứng với tiết học. Bước 4. Giao nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân hoặc nhóm học sinh. Bước 5. Đánh giá hiệu quả của việc dạy và học thông qua sản phẩm. Trong phần tiếp theo của nội dung, tôi cụ thể hóa việc vận dụng giải pháp tích hợp để xây dựng kế hoạch lên lớp và ứng dụng trong những tiết học cụ thể. Tôi giới hạn phạm vi ứng dụng của giải pháp trong 4 tác phẩm thơ Trung đại Việt Nam trong chương trình sách giáo khoa kỳ 1, đó là các tác phẩm Thuật Hoài của Phạm Ngũ Lão, Cảnh Ngày Hè của Nguyễn Trãi, Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm và Độc Tiểu Thanh Ký của Nguyễn Du. Vận dụng giải pháp trong việc xây dựng kế hoạch lên lớp và ứng dụng trong những tiết học cụ thể được coi là phần trọng tâm của giải pháp. Ở mục này, tôi xác định phương pháp tích hợp cụ thể cho từng hoạt động cũng như từng phần kiến thức. Với điều kiện cơ sở vật chất của trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 2, tôi lựa chọn sử dụng hai hình thức tích hợp chủ đạo, tích hợp liên môn, tích hợp nội môn. Khi lựa chọn phương pháp tích hợp cụ thể, tôi lồng ghép với các phương pháp dạy học tích cực khác để tiết học sinh động, hiệu quả. Việc đưa các kiến thức tích hợp vào từng tiết học được lựa chọn kỹ càng, đảm bảo tính hấp dẫn, dễ hiểu, không những phù hợp với nội dung mà còn phải đảm bảo thời lượng cho tiết học. Những kiến thức tích hợp này là phần tôi đã gợi dẫn để học sinh tìm hiểu hoặc cung cấp trực tiếp để học sinh tham khảo trước khi vào tiết học. Cũng cần lưu ý rằng, kiến thức tích hợp chỉ là công cụ phụ trợ để hiểu hơn về nội dung bài học. Tất cả những điều trên đều đã được thể hiện chi tiết trong nội dung của giải pháp. Đồng thời, tôi vận dụng phương pháp tích hợp để đánh giá học sinh thông qua sản phẩm học tập. Tôi hướng dẫn học sinh làm việc theo nhóm, trình bày sản phẩm trên cơ sở vận dụng các kiến thức và kỹ năng tích hợp. Tôi đưa ra tiêu chí và thang điểm cụ thể về nội dung, trình bày, hình thức của sản phẩm. Trong giải pháp của mình, tôi cũng đưa ra những minh chứng về hiệu quả của giải pháp. Tôi đã thống kê cụ thể qua phiếu hỏi, lưu lại sản phẩm của học sinh, cuối cùng là đánh giá chung về kết quả thực hiện giải pháp. Sau đây là một số hình ảnh về sản phẩm của học sinh. Mời các bạn theo dõi. Sau khi thực hiện giải pháp trên tại các lớp 10A1, 10A8, 10A11, tôi đã thu được những kết quả nhất định. Việc tiếp cận tác phẩm được mở rộng, đa dạng, tác phẩm văn học Trung đại tiến gần hơn tới trái tim của người học. Học sinh đã có những cảm nhận sâu sắc và tích cực trong khi học thơ Trung đại. Học sinh biết vận dụng tri thức để nhìn nhận những vấn đề của cuộc sống hôm nay, củng cố và mở rộng các tri thức về những lĩnh vực khác. Học sinh hào hứng chủ động trong việc tiếp thu bài học. Học sinh đã vận dụng các kỹ năng đã có để đọc hiểu các tác phẩm thơ Trung đại khác. Giờ học không còn đơn điệu nhàm chán mà sinh động hơn. Học sinh đã tự tin vận dụng các kiến thức kỹ năng khác nhau để vẽ sơ đồ tư duy và thuyết trình về bài học trong giờ tự chọn. Tôi xin cam đoan, đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi. Các nội dung trình bày là hoàn toàn trung thực. Những số liệu và kết luận của giải pháp chưa từng được công bố. Giải pháp cũng đã được tổ chuyên môn và ban giám hiệu thông qua.
Đây là phần trình bày giải pháp. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm và chú ý lắng nghe của ban giám khảo, quý thầy cô cùng em học sinh. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của ban giám khảo, quý thầy cô và các em học sinh để giải pháp của tôi được hoàn thiện hơn. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn.